Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Viễn Lạc có một niềm vui xin được chia sẻ đến với tất cả chúng ta. Số là ngày hôm qua, Viễn Lạc có nhận lời mời đi dự một buổi tiệc ở ngay thành phố Houston này. Và vô tình, không hẹn mình lại được gặp lại một người tuy mình mới quen gần đây, nhưng lại có nhiều chỗ thâm tình như là một người cố cựu. Bởi vì đôi lần trao đổi trò chuyện, thấy có nhiều chỗ hiểu nhau và rất là tâm đắc. Đó là nhà thơ Du Tử Lê. Và Viễn Lạc xuất kỳ bất ý nói với anh Du Tử Lê, Viễn Lạc vẫn gọi là anh xưa nay, bởi vì trong cái mối giao tình giữa những người nghệ sĩ của chúng tôi không bao giờ lý đến cái gì ngoài ra là niềm thân yêu thành kính dành cho nhau. Chữ anh của Viễn Lạc tặng cho anh Du Tử Lê là một trong những chữ trân trọng nhất trong cuộc đời của mình. Viễn Lạc mới xuất kỳ bất ý mời anh Du Tử Lê, anh ơi, mai anh về chưa? Anh bảo chưa về. Anh lên đài, anh nói chuyện với em và với quý vị thính giả, mình nói chuyện với nhau cho vui thôi anh. Và anh Lê không ngờ đã gật đầu, ừ, mai mình lên. Vậy thì bây giờ Vĩnh Lạc xin kính mời nhà thơ Du Tử Lê ngỏ tiếng với tất cả chúng ta. Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Van TV ở thành phố Houston, Texas. Và xin chào Vĩnh Lạc. Anh bao nhiêu lần đi diễn ở bên California, mấy chương trình của anh em đánh đàn rất nhiều lần, mà hôm nay mới được một lần mời anh lên cùng nói chuyện với nhau. Em rất là hạnh phúc. Hôm nay anh thấy thế nào? Nhưng mà em hạnh phúc nhưng mà anh hồi hộp lắm. Anh hồi hộp cái gì vậy anh? Tại anh không biết em hỏi cái gì. Vâng, thưa quý vị, bởi vì Vĩnh Lạc mới hôm qua hỏi thì anh nói mình cứ lên mà nói chuyện thật thôi em, đừng có dàn ý gì trước hết đó. Em muốn hỏi gì thì là anh trả lời cái đó. Anh ơi, bây giờ cái đài, vùng này có cái đài anh, và anh thấy cộng đồng mình thành công nhiều lắm. Nói chung là chúng ta càng ngày càng có nhiều thứ trong tay. Vũ Hoàng Chương xưa có câu chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Đôi lần bây giờ em đâm ra em hơi âu lo. Em nghĩ rằng bây giờ chúng ta chưa có hết nhưng mình đã có rất nhiều. Có phải chúng ta đang sa vào tình cảnh ngược lại là chúng ta có rất nhiều thứ chỉ mất nhau thôi không anh? Anh có nghĩ thế không anh? Cái câu nói của em đã làm cho anh nhớ ông Vũ Khắc Khoan. Cách đây nhiều năm trước khi ông ấy chết, ông ấy đổi cái câu thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương, như em nói, tức là chúng ta mất hết chỉ còn nhau, thành là chúng ta mất hết mất cả nhau. Đó là cái câu của ông giáo sư Vũ Khắc Khoan. Trở lại với cái câu hỏi của em đó, thì rõ ràng là cái cộng đồng của chúng ta, cái tập thể của chúng ta thành công về tất cả mọi phương diện. Nhưng cái điều mà chúng ta cần, nó như là một cái chất xi măng đó, một cái bond để mà nó liên kết cái tập thể của chúng ta lại với nhau. Thì cái dường như cái điều đó chúng ta lại không có, mà chúng ta lại có ngược lại, là sự chia rẽ, là sự nghi kỵ, là sự đố kỵ. Thì anh cho đó là một cái điều đáng tiếc. Thế thì những điều đó, đố kỵ, nghi kỵ và chia rẽ, anh có cho rằng bên trong là bởi vì con người ta có những nỗi e sợ, có phải vì từ cái e sợ bên trong của mình mà sinh ra những điều đó không anh? Anh không nghĩ là vì e sợ. Tại vì khi em nói e sợ, em phải nói rõ là người ta e sợ cái gì. E sợ sự mất quyền lợi, e sợ sự chia cái tài sản của họ, hay họ e sợ họ cái vị thế của họ bị giảm đi nếu mà họ liên kết với nhau. Thì em phải nói rõ là cái e sợ mà cái quan điểm của em. Ý em hỏi là vì em đọc trong thơ anh ra đó, em thấy ánh vào trong cuộc đời em tin điều này, rằng con người ta không tin nhau, người ta sợ nhau ở chỗ là người ta nghi ngại người khác, là người ta không tin, sợ là sợ cái đó. Người ta nhỡ mình tin người ta, rồi người ta không như mình tin thì thế nào? Chính cái nỗi hoang mang đó, đúng là cái chữ hoang mang đó, làm cho con người ta đi đến cái sự đố kỵ, hiểm nghi cũng như chia rẽ. Thế thì anh nghĩ cái tốt nhất mình có thể trao đổi với mọi người với con mắt của một nhà thơ là mình có thể nhắn nhủ, mình có thể ân cần gì đến với mọi người đây anh? Nhắn nhủ thì anh không dám. Thế nhưng mà bằng cái suy nghĩ của anh, tức là tại vì cách đây 3 năm thì coi như là anh đã gần như là một cái chân ở trong cái quan tài rồi, tại vì anh bị cancer. Thành ra tưởng là không còn sống được nữa. Thì may là sau khi họ giải phẫu
nối lại cái ruột, anh bị cancer ruột. Qua một thời gian dài chemo therapy thì anh thấy một điều là cái đời sống nào cũng rất là ngắn ngủi, tại cái bước cuối cùng người ta đến vẫn là cái chết, và anh cho đó là sự công bình của Thượng Đế. Giàu hay nghèo, có việc hay không có việc, tên tuổi hay không tên tuổi, chúng ta đều gặp nhau, đều đều rất là equal, rất là ngang bằng nhau, là cái cửa của sự chết. Thì sau khi anh sống lại đó thì anh thấy rằng là cái điều chúng ta nên có với nhau là cái sự tử tế. Tại vì nếu chúng ta không tử tế với nhau, đến cái ngày, vì anh rút cái kinh nghiệm của chính anh, tới cái ngày mình ra đi đó, mình sẽ ân hận. Tại vì chúng ta không có một cái đời thứ hai để tử tế với những người chúng ta đã không tử tế với họ. Và cái quan trọng theo anh đó, vẫn là cái suy nghĩ của riêng anh thôi, là bạn hãy tử tế với người ta đi. Và là con người, kể cả đó là một cái người vô lại, đó là một cái anh tướng cướp, cướp của giết người chăng nữa, nhưng mà cái nhân tính nó vẫn có. Một cái con vật như con chó chẳng hạn, em yêu nó biết, huống chi là con người. Vậy thì hãy tử tế với nhau đi. Tức là anh còn niềm tin phải không anh? Như anh Anh vừa còn niềm nói, tin. một con chó nó còn có thể biết khi mình thương nó. Huống nữa là một con người mà người ta cứ hoang mang, người ta không biết bên kia có hiểu cho lòng mình chăng? Nên người ta không dám tử tế. Đó, cái sự không dám đó là cái nỗi sợ mà em hỏi khi nãy. Quả thật đó là ý đó phải không anh? Tức Đúng vậy. là mình phải có gan, mình phải có gan tin rằng bên kia có thiện chí và có thiện tâm. Mình mang thiện chí, mang thiện tâm của mình ra trước. Anh à, vậy thì như anh nói cửa ra chỉ có một cửa, nhưng cửa vào đời nó nhiều cửa phải không anh? Đúng vậy, đúng vậy, À, đúng. Vĩnh Lạc có nhớ là bài thơ của Du Tử Lê này trước mặt đang mở sẵn cho quý vị đây. Như thế đó mà cõi đời nghìn cửa, đường nào không nạm dắt lá hoa. Tức là nó cám dỗ lắm quý vị. Trên che sẻ truyền cành hạnh phúc, câu đẹp ghê quý vị. Hồi mình mới vào đời mình còn trẻ đó, chỗ nào mình cũng thấy đẹp, phải đi nhiều mới biết là nó không đẹp bằng như mình nghĩ đâu. Nhưng mà quả thật câu thơ này đọc hạnh phúc, mắt long lanh ca hát lời vàng, mỗi bước xa đưa ta về gần hy vọng, với ảo ảnh nằm kề và tin tưởng đông đưa. Ảo ảnh tức là mình lầm, nhưng tin tưởng là mình vẫn tin. Thưa quý vị, anh từ bé làm bài này, bài này không phải bài sau này quý vị, một bài rất trẻ của anh. Thế thì nhìn cửa như vậy, có những người ta muốn muốn chọn hết cả nghìn cửa, mà có những người có lẽ vì thế mà người ta quyết định không chọn cửa nào nữa hết. Có thể nói những người thứ nhì là những người đi tu đó, còn những người đầu tiên là những người tham cuộc sống quá, yêu cuộc sống quá. Anh cho giữa thái độ chọn cả 10 cửa hay nghìn cửa và thái độ không chọn cửa nào, anh thấy là cái nào đúng hay cái nào sai, hay anh lại có một giải pháp thứ ba thưa anh? Tại sao Vĩnh Lạc không nghĩ chính những người đi tu là những người họ yêu đời, họ tha thiết với cuộc đời hơn chúng ta? Vậy hả anh? Tại sao không nghĩ như vậy? Và chính cái người đó là cái người có tất cả mọi cửa. Tại vì họ tha thiết với cuộc đời hơn chúng ta nhiều lắm. Quả là hay. Đấy. Anh nhìn được nghịch lý. Cái Đấy. người không chọn cửa nào hết chính là đã có mọi cửa mở Đúng, đang tung là có mọi rồi. cửa. Hay quá. Cũng như là nếu em để ý đấy, cái người tự tử, tất nhiên mình cái đó là về phương diện nào chứ nữa, tôn giáo xã hội là chúng ta đều chống lại cái quan niệm tự tử, nhưng chính người tự tử là những người tha thiết với cuộc đời nhất. Tại sao anh lại nói như vậy? Tại vì họ quá tha thiết với cuộc đời cho nên họ càng thất vọng nhiều với cuộc đời. Họ thất vọng, họ yêu quá, họ thất vọng đến cái độ họ không muốn sống nữa và họ tự kết liễu cái đời họ. Em suy nghĩ mà coi. Tức là chính là vì họ quá tôn trọng cuộc đời, họ có niềm tin quá lớn vào loài người Đúng, mà họ mới vỡ mộng to đến như thế. đúng, Chính đúng. là những người có gan sống hoài. Đó là những người, đúng là người tha thiết cuộc đời hơn cả, chứ không phải là những người thất vọng cuộc đời đâu, chứ không phải là người chán nản cuộc đời đâu. Thế tha thiết quá cũng tội chứ anh nhỉ? Cũng tội. Tha thiết cũng vừa phải một tí thôi phải không anh? Và thưa quý vị và các bạn này, cho phép chúng tôi được nhắc Vĩnh Lạc tha thiết vừa vừa thôi với âm nhạc. Thưa anh, vậy thì ở đây mình có thể nói nếu mà người ta ôm đồm, người ta tham nhiều quá, cửa nào cũng đi hết, và do đó người ta vơ vội vơ vàng, rồi người ta mang không hết đi,
đánh rớt lung tung. Ồ. Nó đáng tiếc phải không anh? Anh có những chia sẻ gì về góc độ này anh nói cho em biết, nhất là chúng ta càng ngày càng có nhiều đó. Thì trên nguyên tắc thì là một cái đứa nhỏ nó cũng có thể hiểu, cái tay mình nó giới hạn thôi, ông trời ông cho mình tay và một cái vòng ôm thì nó rất là giới hạn. Thì dù dù là cao to như là Vĩnh Lạc chăng nữa thì nó cũng đến một cái giới hạn nào thôi. Thế nhưng mà tất nhiên là khi mình ôm đồm nó, mình vơ vào mà nó quá cái vòng ôm của mình thì nó sẽ rơi rớt. Thì anh cho là cái triết lý, mình cứ gọi là triết lý đi, sự thực không phải là hẳn triết lý đâu, cái kinh nghiệm sống là sau này với anh á, là nếu người ta biết đủ thì nó đủ, và không biết đủ thì không bao giờ đủ cả. Nó bởi cái câu của Tàu là chi túc tiện túc đãi túc hà thời túc, Tức là biết đủ rồi thì thì là nó đủ. ắt đủ. Bởi vì nếu em không biết đủ không bao giờ đủ cả. Em Vâng. có là tỷ phú mà em không biết đủ, em vẫn không thỏa mãn với cái đống tiền, đống vàng mà em đang ngồi trên nào. Là do cái tâm của mình thôi. Do cái tâm của mình. Mình quyết định. Mình cứ quyết định mình tử tế. Mình quyết định mình tin tưởng. Mình quyết định là thế là đủ rồi. Thì tất nhiên mình cũng sẽ dễ Mà dàng. mình hạnh phúc đầu tiên nhé, chính mình hạnh phúc nhé. Rồi, tức là cũng là một dạng mình tu bớt đi thì mọi cửa nó mở toang ra thêm Đúng phải không rồi. anh? Thế thì anh á, thường thường á, em thì em đơn giản em nghĩ rằng cái nghề văn nghề võ hai nghề nó khác nhau, nó kỵ nhau. Nhưng mà em biết hồi thời trai trẻ những năm tháng Việt Nam Cộng Hòa, anh từng có là người cầm súng, anh từng đi lính và anh lại cũng là một nhà thơ, điều đó ai cũng biết rồi. Anh có cảm thấy giữa cuộc đời quân ngũ của anh và những tư tưởng thuộc về suy tư, suy nghiệm mà người ta thường gọi bằng chữ thi ca đó. Nói nghe xa xăm quý vị, thật ra nó chỉ là những người suy nghĩ nhiều về cuộc sống hơn và lắm chữ hơn để nói thôi, chứ nó không có gì xa xăm đâu. Anh cho rằng giữa cầm súng là một điều đơn giản là giữ thân mình và giữ tổ quốc và suy nghiệm về cuộc đời, nó có mâu thuẫn nào không? Nó có khó khăn gì không? Sự thực thì theo anh nó không khó khăn, trừ trường hợp mình chống lại cái bổn phận. Tại vì chuyện đi lính trong một cái đất nước chiến tranh thì đến cái tuổi thì người công dân nào cũng phải đi lính cả, và nếu chúng ta nhìn đến một cái bổn phận giống như tất cả mọi người và chúng ta không chống đối nữa thì nó không không có khó khăn. Nhưng nếu mình vẫn phải đi lính và mình chống đối nó thì nó cực kỳ là khó khăn. Tức là anh vừa là người quân nhân, anh vừa chống lại cái chiến tranh đó thì nó rất là khó khăn, và đó là thảm kịch của riêng anh. Em hiểu anh nói không? Vâng. Nhưng riêng cá nhân anh thì không, tại vì anh nhìn cái việc mọi người đi lính, tại đất nước chiến tranh mà mình đi lính, mọi người cũng đi lính, mình cũng đi lính. Chưa kể là cái sự gần gũi với cái chết, va chạm với cái chết, nó làm cho mình trầm lại, và nó có phần nào đóng góp, mình cứ tạm gọi là chiều sâu đi, cho cái suy nghĩ của em về văn chương, về thi ca. Thế thì anh vừa nói là từ ngày anh cách đây 3 năm anh bị ung thư, một chân đặt vào cỗ quan tài, anh mới nghiệm được cái đáng quý của cuộc sống hàng ngày và nên tử tế với nhau. Nhưng mà những năm trẻ khi đối mặt với cái chết như vậy, chính là anh cũng đã từng đấy chứ. Và nếu mà như bây giờ anh bị ung thư của cơ thể, xưa kia như thế cũng là một ung thư của tâm hồn. Và như vậy nghĩa là bây giờ thì anh nói ra được bằng miệng rằng mình cần làm như thế đi quý vị ơi. Còn những tháng năm tháng đó anh nghĩ là anh đã nghiệm ra rồi chưa? Từ thời trẻ. Mình sự thực khi khi mà nó giống như là mình bị cái trái banh, bây giờ mình thí dụ cái banh ném vào tường thì nó có sức dội lại. Sự thực ngay từ hồi đó anh đã phản ứng trước cái chết nó như vậy, nhưng mà thiếu cái ý thức. Thì có điều là bởi vì mình trải qua cái chết, tức là nó chỉ cách nhau một cái đường tơ thôi, thì mình ý thức nó rõ hơn. Và khi ý thức rõ hơn thì anh có thể trình bày với lại Vĩnh Lạc và quý vị một cách nó dễ hiểu và nó đơn giản hơn.
Chứ còn trước đây nó đã có rồi. Nhưng mà nó là cái phản ứng của vô thức. Nó là một cái phản ứng của vô thức. Tức mình đã nghe được trong người mình, nhưng Đúng. mình chưa kịp biết nó có đó thôi. Đúng, đúng. Và chính cái nghe đó Đúng. nó làm nên những câu thơ của anh, đúng Đúng, không? Người ta đúng. hỏi anh làm thơ thế nào, anh không biết. Anh không biết. Nhưng mà do anh nghe trong Đúng, người nó toát đúng, ra, nó làm đúng. nên những cái đó. Như vậy anh à, có người bảo với em cái khúc Thụy Du mà người ta thường nghe bằng phổ nhạc đó là một bài nhạc tình, nhưng chính ra cái bài thơ của anh, em có nghe nói đâu rằng bài thơ đó thật sự ra không phải là bài thơ tình. Nếu Anh trong thời đồng ý. gian ngắn gọn này anh có thể nói cho mọi người biết thế, Đồng ý. bài nhạc tình đó, nó bài thơ Nguyên không phải thơ tình, thế bài thơ Nguyên nó về chủ đề gì vậy anh? Anh hoàn toàn đồng ý. Cái bài thơ đó mình hơi hơi đi một chút xíu, anh nói rất là nhanh. Anh viết cái bài thơ đó là trong cái thời gian Tết Mậu Thân xảy ra. Hồi đó anh ở trong quân đội, anh ở phòng báo chí, anh là phóng viên chiến trường. Thì thời gian đánh nhau hồi Tết Mậu Thân ấy, là họ cử anh đến theo dõi cái mặt trận ở Cây Quéo. Thì trên đường đi lúc đó là họ họ cấm trại, nhưng mà trên đường đi anh thấy rất là nhiều cái xương thịt nạn nhân nó văng cả lên trên dây điện đấy. Và tại vì thời gian đó là thời gian bị chiến tranh loạn lạc và giới nghiêm, cho nên có những con chó nó không được chủ nuôi thì nó đi nó bới, nó tìm những cái phần xương thịt đó để nó ăn. Thì anh thấy cái cảnh đó nó ghê quá. Anh về anh viết xuống cái bài bài thơ đó. Cái bài thơ đó căn bản nó là nó trên 100 câu. Thế nhưng mà thời đó là thời chiến tranh, cho đến khi mà tờ báo Văn nó hỏi xin bài để mà nó in thì bài thơ nó bị kiểm duyệt. Tức là trên 100 câu nó chỉ còn khoảng chừng 40-50 câu thôi. Mà Vĩnh Lạc biết là hồi đó mình đâu có computer, mà anh cũng không có điều kiện để mua một cái máy đánh chữ. Em phải có máy đánh chữ thì em mới mới mới, mới làm một cái bản thứ hai, mà cái bản thứ hai được. Mà anh không có, thành ra đến khi gom lại để in á thì là nó chỉ còn chừng đó thôi. Nhưng mà chừng đó số câu còn lại nó vẫn không phải là một bài thơ tình. Tình yêu nó chỉ là một cái cớ để đặt một cái câu hỏi, là trong một cái cuộc chiến như vậy, trong một cái đời sống bất trắc như vậy, thì cái tình yêu nó xanh nó non như vậy, số phận nó sẽ ra làm sao? Tức Đấy. là nó có Nó chỉ là cái cớ thôi. Ừ. nó hai vế của fx và y. Thật ra y y dài là yêu, còn chữ x kia là cái chết và những bí hiểm của nó. Nó hai vế thì nhạc chỉ mới làm được cái vế y là Đúng tình xem. yêu, mà vế x thiếu hẳn. Quý vị thảo nào, quý vị có biết không, cái giữa cái câu mà chim bói cá với cọc nhọn trong năm đó, trong bài Nguyên có những đoạn này mà Vĩnh Lạc chính là không hiểu mới hỏi hôm nay mới ra. Vì vậy quý vị từng nghe như con chim bói cá với cọc nhọn trăm năm, quý vị có biết là cắt mất mấy câu này không? Vì nói chung không phải lỗi của anh Bằng đâu, nhạc không có ngôn ngữ để nói thôi. Nhưng mà nó có thêm câu này quý vị à: hoài công tìm ý nghĩa cho cảnh tình hôm nay, trên xác người chưa rửa, trên thịt người chưa tan, trên cánh tay chó găm, trên chiếc đầu lợn tha, tôi sống như người mù, tôi sống như người điên, tôi làm chim bói cá lặn tìm vuông đời mình, trên mặt dài nhiên lặng không tâm nào sủi lên, không có bọt đâu quý vị, tâm là tâm hơi đó. Đời sống như thân nắm mỗi ngày một lùn đi, tâm hồn ta cọc lại, ai làm người như tôi. Quý vị ơi, quý vị phải biết là nhiều khi mình nghe một cái bài nổi tiếng qua một cái bản phổ đó, mình chỉ mới có được khoảng chừng 25% của toàn bộ cái vế nguyên thôi. Nó đã hay lắm rồi, nhưng mà nhiều khi mình phải gặp nhà thơ mình hỏi, ngày xưa Vĩnh Lạc thấy ủa sao, sao tự nhiên lại có chó gặm, lại có lợn tha, lại có người mù, lại có người điên. Trong cái bài mình ngỡ chỉ là tình yêu này thì hóa ra hôm nay không hỏi anh. Đây là lần đầu tiên Vĩnh Lạc hỏi anh, lần đầu tiên Vĩnh Lạc được nghe anh đi về Tết Mậu Thân, lần đầu tiên được nghe giờ giới nghiêm, lần đầu tiên được nghe thấy những con chó vì không có ai ra đuổi nó đi, vắng người nó mới ra nó làm những điều đó. Quả thật quý vị, cuộc đời nghệ thuật nó ghi lại những giây phút đó và chúng ta không có những cái đó. Quý vị có nhớ đầu tiên anh nói là cái xi măng không? Chúng ta là một cộng đồng, một tập thể, không có những cái người ghi nhận những cái này nó không dán dính lại thành ra một cái ý thức cho chúng ta. Đó là cái chỗ tâm hồn nó thiếu xi măng, mà xi măng ấy là lòng tử tế nữa quý vị. Đó là cái ý mà Vĩnh Lạc ngồi đây nói chuyện ngày hôm nay mới vừa nghiệm ra tức thì và xin được chia sẻ ngay cùng với quý vị. Anh à,
Như vậy thì chắc thời gian của mình với nhau nó cũng còn không được là bao nhiêu lâu trên đài này ngày hôm nay thôi. Anh với chiến banh, với làm người, với thân phận, bây giờ nếu mà hỏi anh là anh lấy cái gì để làm vui, anh lấy cái gì là vui nhất vậy? Hiện bây giờ Vâng. thứ nhất sáng mở mắt ra thấy mình còn sống, thứ hai thấy chung quanh còn người thân, thứ ba thấy con người, thấy xã hội, thấy mặt trời lên, cây cỏ, người, xe cộ, thì đối với anh là một hạnh phúc. Đối với anh là một hạnh phúc. Thấy trẻ con. Anh cứ nói đi, em đang nghe. Ê. Có những cái điều mà anh mới nói thì nó tầm thường lắm, nhưng mà phải phải trải qua như anh mới thấy rằng nó cực kỳ hạnh phúc. Cực kỳ hạnh phúc. Ngay cả cái chuyện bây giờ anh còn lái xe được với anh cũng là một cái hạnh phúc. Tại vì những tưởng là mình không thể lái xe được nữa, những tưởng mình không còn ở trên cái mặt đất này, thì ngay cả cái chuyện lái xe cũng là cái hạnh phúc. Nhìn thấy kể cả những người xa lạ cũng là một cái hạnh phúc. Tức là sống là mầu nhiệm rồi phải không anh? Cứ sống là đủ lắm rồi. Đúng, Ôm đúng. thêm cái gì nữa cho vui thôi. Chứ Đúng, mình được đúng. tặng cho cái cuộc sống này Đúng, đúng. đã là một cái điều rất lớn rồi. Đúng. Quý vị biết không, cái bìa của cái tập thơ in gần đây nhất của Du Tử Lê toàn tập có hai quyển, quyển 1 và quyển 2. Cái quyển 2, cái hình của anh đứng trước đây á là cái hình làm cho mình thấy điều đó. Vĩnh Lạc có nhớ một bài thơ, bài cú haiku của nhà thơ Nhật Nhất Tà, Tiểu Lâm Nhất Tà, Kobayashi Isa đó. Dịch tạm vào tiếng Việt là đầu năm dậy, ra chống gậy, đợi vầng dương ấy. Quý vị chỉ còn đời nhiều khi còn có bấy nhiêu thôi. Đầu năm dậy, ra chống gậy, đợi vầng dương ấy. Và chúng ta thấy có thể kim cổ đi chung với nhau không? Tiểu Lâm Nhất Tà là người Nhật, sống cách đây đã 150 năm rồi. Anh Du Tử Lê vừa nói xong, đó, sống, thấy mặt trời mọc, biết chung quanh mình còn người thân, biết rằng mình cũng là đang đứng đây. Thế là đủ lắm quý vị. Những thứ khác nhặt thêm cho vui, nhặt thế đủ rồi. Cái này là cái tuyệt vời. Và Thượng Đế cho mình không quý vị, Thượng Đế cho không chúng ta, tạo hóa bằng cái tên gì đó tùy ý, đã cho không chúng ta điều đó rồi. Em rất là yêu cái tấm hình này. Và em thấy những cái tấm hình cũ xưa kia của anh, cả một cái thời anh đi binh ngũ để hàm râu rất là nghệ sĩ. Sau này thôi nhưng mà mặc áo lính lại, thời binh ngũ, thời anh với dáng thư sinh nhẹ nhàng, hình chụp bìa trước bìa sau không thấy mặt, ngồi trong một giây phút đăm chiêu rất là Nguyễn Du, cổ phong lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Và đến cái hình này thì em nghĩ là em vẫn yêu nhất, và khi mà em hỏi anh thì quả là anh tả ra đúng cái thần của cái hình này. Nếu anh còn giờ đọc bằng chính giọng của anh một bài thơ của anh, vì quý vị biết không, làm thơ quý vị, làm nhạc cũng vậy quý vị, như mình sinh con, có nhiều đứa con, người ta có người đến rước nó về nhà, nó được nhà cao cửa rộng, chồng cưng như trứng mỏng. Có những đứa con tài sắc không kém chị em, nhưng mà nó lại vì sao không ai hỏi cưới, nó hơi hẩm hiu, thường bố mẹ thương mấy đứa ấy nhiều khi còn hơn mừng cho những đứa được cuộc đời trọng đãi, ưu đãi. Mình lại thương những cái đứa tạm thời gọi là nó xấu số vô duyên đi. Thì hôm nay Vĩnh Lạc muốn anh nhớ trong tập thơ của anh một bài mà ít ai đến rước đi, ít ai hỏi đến, một đứa bé mà nó chỉ ở rú rú trong nhà với anh, chỉ có anh biết nó đẹp, nó xinh, anh yêu nó đến như thế nào thôi. Anh chọn một bài rồi anh đọc cho mọi người nghe đi anh. Thứ nhất là cảm ơn Vĩnh Lạc. Thưa quý vị và các bạn, mấy chục năm nay tôi không có thói quen đọc thơ, kể cả những cái buổi làm anh em họ làm cho tôi cũng không có đọc thơ. Nhưng mà thứ nhất là vì cái lòng, cái tình cảm cá nhân, cái lòng tôi rất là quý. Thưa quý vị các bạn, tôi rất là quý Vĩnh Lạc. Cái hiểu biết của Vĩnh Lạc về âm nhạc là cái điều tôi cho là một cái điều rất là may mắn cho chúng ta, tức là cho cá nhân tôi. Có thể quý vị không đồng ý về cái kiến thức của anh đối với âm nhạc. Và thứ hai nữa, đây là cái buổi đầu tiên tôi xuất hiện ở trên VAN TV cả Houston, thì tôi xin chọn một cái bài thơ nó tầm thường thôi, nhưng mà đó là cái bài thơ mà tôi cho là
nó phản ảnh cái suy nghĩ của tôi thời tôi còn rất là trẻ, tức là khi đó tôi khoảng chừng 21, 22 tuổi. Thì thưa quý vị các bạn, bài thơ nó như thế này: những lúc ngủ tôi thường quen lặp lại một điều gì in là tôi đã nói, và đôi khi cũng lẩm bẩm những khao khát từ lâu tôi hằng giấu kín, dù mơ ước không bao giờ làm nên sự thật, nhưng giúp mình bật dậy ở ngày mai để kéo tiếp đời lên dốc đá, chờ một giờ bỗng buột ngã xuôi tay. Những lúc ngủ tôi thường quen nghiến răng như loài nhai lại, tôi nhai nỗi buồn thầm hoài hoài không nuốt được. Thử hỏi làm sao tôi có thể đinh ninh rằng mình đang hạnh phúc? Ta trước mặt mọi người không là ta lúc khuất. Khi tôi ra khỏi nhà, thân đã được lau chùi, đánh bóng. Em thường khuyên bảo tôi phải kiên nhẫn đợi giờ, đợi chờ trái đời sẽ rụng khi đêm dài chưa sang. Ta không thể nói rằng trời sắp sáng, củi chưa đun, hồ rễ có than hồng. Tôi sống như thạch sùng, đêm chép miệng từng hồi kiếm bóng, làm sao có ái ân lúc một mình vò võ. Em đừng tưởng đời em không cần người sưởi ấm khi hàm răng chưa một lần cắn vỡ chính giọt lệ mình lúc chảy ngang môi. Hãy cố sống đời ta, đừng vẽ lầm dung nhan kẻ khác. Tôi tự thủa ra đời vẫn chưa chắc là người hay thú, sống dai dẳng kiếp mình nhưng nghĩ bụng đời ta đâu phải thế. Lúc tôi mất tình yêu như con thạch trùng mất đuôi, bị ai cứa đứt, đêm chép miệng than hoài tiếc đời sao sớm cục. Em giờ ngủ ở đâu, ôm xác nào cứng lạnh, chắc tay chả còn thừa để xé dành riêng tôi răm manh hạnh phúc cũ. Mỗi chúng ta như một vùng đất trũng mà đau thương là mạch nước trôi xuôi. Bài thơ hết. Chắt lưỡi có khi là tiếc, nhưng có khi là tóm tắt. Có khi con thạch sùng nó tóm tắt khi nhìn thấy loài người của chúng ta biết hạnh phúc thì sao? Có phải không anh? Cái câu hỏi đó chắc phải em tìm Thạch Sùng mới hỏi, anh không trả lời được. Nhưng chúng ta thấy không quý vị, quả thật chúng ta mỗi người là một vùng trũng mà đau thương là mạch nước trôi xuôi. Anh có nhớ cái con thạch sùng ngày xưa, cái tích của người Việt Nam mình kể, mình trao đổi câu chuyện này để mình kết thúc ngày hôm nay quý vị nhé. Anh có biết ngày xưa ông Thạch Sùng nhà giàu ở bên nước Tấn, ở Được, bên Trung Quốc được, không được, anh? được, được. Và có một lần là người ta kể cái chuyện là ông đánh cuộc với một anh chàng khác là nhà tôi cái gì cũng có, không bao giờ thiếu một thứ gì. Thì tên kia về là Vương Khải. Vương Khải mới chơi ác. Vương Khải về hỏi vợ đấy, thách nó cái gì mà nó không có em đấy. Anh đừng lo, nó giàu quá rồi, đồ nhà nghèo nó vứt đi hết rồi. Anh hỏi nó còn cái mẻ kho không? Tức là cái bát vỡ mà làm bằng sành sứ mà của người nhà quê dùng để kho thịt ăn đó. Anh cứ bảo nó có mẻ kho đưa ra, bảo đảm nó từ lâu nó quên nhà nó bây giờ. Vàng ngọc san hô không thiếu thứ gì, mình tịch không lại. Nhưng mà nhà con mình còn giữ cái mẻ kho, nhà nó anh hỏi thử. Và quả ngày hôm sau, khi mà Vương Khải bắt Thạch Sùng thề, nếu hỏi một thứ gì trong nhà không có, thì Thạch Sùng phải chấp nhận cái chết. Tương truyền như vậy, thì khi hỏi ra, đưa cái mẻ kho ra, quả Thạch Sùng không có được. Chỉ vì thiếu một cái thứ mà người nhà quê, nhà nghèo nào cũng có. Mà Thạch Sùng bây giờ là con thằn lằn chắt lưỡi trên tường, phải mình biết trước, mình giữ gìn cái mà người nghèo nào cũng có thì đâu đến nỗi nhà giàu cự phú nhất nước mà chết tức tưởi vì không có một thứ mình ngỡ rằng tầm thường. Quý vị, câu chuyện cổ xa xưa đó, tôi nghĩ rằng chúng ta có quá nhiều như thạch sùng, san hô dài 2 trượng mình có cả, cẩm thạch mã não đầy, kim cương đầy, mọi thứ đầy. Còn cái mẻ kho ở góc vườn xó bếp lúc mẹ mình thời thơ ấu, mình có còn giữ không? Âu có phải vô tình mà cái điển thạch sùng, anh không dùng điển, anh thật sự tả anh như con thạch sùng trên tường. Nhưng anh có cho rằng điển cố đó nó ánh vào những
cái tâm tình của anh em chúng mình ngày hôm nay không ạ? Sự thực như Vĩnh Lạc nói là anh không khi anh viết anh không có nghĩ tới cái điển cố đó, nhưng bây giờ khi Vĩnh Lạc nói ra thì anh thấy cái bài thơ, thưa quý vị và bạn, cho phép tôi được nói, sau khi nghe Vĩnh Lạc tôi lại thấy bài thơ của tôi nó hay hơn, thưa quý vị và các bạn. Thế thì kính thưa quý vị, chúng ta chỉ có bấy nhiêu giờ với nhau trên làn sóng này. Chúng ta hãy tử tế với nhau. Xin cảm ơn quý vị đã xem chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho đài. Xin cảm ơn quý vị đã, đang và sẽ yêu thương tử tế với tất cả chúng tôi. Cũng chỉ mong được yêu thương và tử tế với tất cả quý vị. Xin anh lên tiếng chào. Kính thưa quý vị các bạn, chúng tôi xin nói câu rất là vắn tắt. Xin cảm ơn sự tử tế của quý vị và các bạn đã chịu đựng chúng tôi ở trong những giây phút vừa qua.